Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Bất ngờ sau khi phát hành cái video sáng ngày hôm nay chia sẻ về việc tướng Tô Ân Sô đã khẳng định sẽ xử lý nghiêm những ai đã kêu gọi từ thiện mà không chân chính, không minh bạch, thì bây giờ tôi tiếp tục chia sẻ với các anh chị một cái bài báo sau. Đó chính là báo Công an Nhân dân, một cơ quan ngôn luận của Bộ Công an. Và theo nội dung của bài báo thì có thiên hướng là khẳng định và bên vực cho bà Nguyễn Phương Hằng hơn là các nghệ sĩ. Và vì sao nó lại như vậy, tôi xin phép chia sẻ lại cho các anh chị nghe. Nội dung bài báo mang tiêu đề Nghệ sĩ, từ thiện và minh bạch. CEO Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng lại vừa tiếp tục làm dậy sóng truyền thông. Bà Hằng hứa hẹn sẽ liên tục tổ chức phát sóng trực tiếp, đưa ra bằng chứng tố cáo hàng loạt nhân vật showbiz đình đám có khuất tất, nhập nhèm trong việc thu chi tiền của người ái mộ đóng góp từ thiện. Danh sách những nghệ sĩ mà bà hứa hẹn sẽ biến từ thủ phạm thành nạn nhân khá dài. Toàn những cái tên đình đám, ví dụ như là Tấn Lột, Vùng Đất Cấm, Tiên Tiên, Hồ Ngọc Hà và Mẹ Của Cô. Dịch đã hoành hành, ngoài thời sự Covid-19, không một sự kiện truyền thông nào đình đám thu hút được nhiều sự quan tâm như là những buổi live stream tuyên bố của bà Nguyễn Phương Hằng. Hoạt động biểu diễn ngưng trệ, tên tuổi nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tưởng chừng như là mất hút thì bất ngờ lại trỗi lên một cách mạnh mẽ nhờ bị hoặc hứa hẹn của bà Nguyễn Phương Hằng bóc mẻ. Nói theo ngôn ngữ của các fan, người hâm mộ là nghệ sĩ, một mình bà Nguyễn Phương Hằng cân hết, độc chiếm sân khấu bằng những buổi live stream luôn thu hút hàng trăm ngàn khán giả theo dõi trên mạng xã hội. Bà Hằng có thế mạnh vì trong nhiều năm qua, vợ chồng bà đã đóng góp từ thiện rất lớn. Hoạt động từ thiện của họ có tổ chức, có nền tảng pháp lý, có cam kết dài hạn, ngân sách lấy từ hoạt động kinh doanh của Đại Nam. Các chương trình thiện nguyện đều chọn lọc như là quỹ mổ tim, quỹ giúp đỡ bệnh nhân não uống thủy, quỹ cấp cứu giờ vàng và hiện nay là nhà máy oxy miễn phí, vân vân. Đó là những đóng góp cộng đồng, trách nhiệm xã hội hiệu quả nhưng không quảng bá rầm rộ. Như vậy là báo Công an Nhân dân đã khẳng định một điều, đó chính là việc làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng là có sự chuẩn bị, có sự đầu tư và đó chính là tiền cá nhân của người ta. Như vậy thì báo Công an Nhân dân là một trang ngôn luận của Bộ Công an. Mà sáng ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị đó là việc phát biểu của tướng Tô Ân Sô nếu có dấu hiệu thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ. Và nếu người nào biết được câu chuyện ăn chặn từ thiện thì cứ tố cáo lên cơ quan chức năng. Hoặc thậm chí bây giờ đó không cần tố cáo nữa mà chính Bộ Công an sẽ đi điều tra giải quyết luôn nếu có nguồn tin tố giác tội phạm luôn. Cho nên vì thế, những người nào mà đang ăn chặn từ thiện không sao kê một cách minh bạch thì Bộ Công an sẽ ra tay xử lý ha. Và hơn nữa thì báo Công an cũng đã khẳng định một điều như tôi vừa mới nói đó, là họ đã thừa nhận cái việc làm thiện nguyện của quỹ Hằng Hữu cũng như là bà Nguyễn Phương Hằng rồi ha. Cho nên vì thế, tướng Tô Ân Sô mới khẳng định trên truyền thông rằng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp mà ăn chặn từ thiện và không sao kê từ thiện. Và đình đám nhất trong các tour trình diễn đình đám, bà Nguyễn Phương Hằng đã công khai tố cáo ca sĩ Vùng Đất Cấm ngâm 96 tỷ đồng, chính xác hơn ở đây đó chính là 96,8 tỷ đồng tiền từ thiện giúp đỡ cho đồng bào miền Trung, chứ không phải là 1,8 tỷ đồng như là ca sĩ này đã công bố trước đó. Bà chủ Đại Nam tuyên bố đang giữ những 1,9 kg chứng từ sao kê trong tay. Nếu số tiền đóng góp chỉ là 1,8 tỷ, tập hồ sơ chứng từ chắc chắn chỉ dăm ba trang giấy thôi, không thể nặng ký đến thế. Xưa nay Vùng Đất Cấm vẫn nổi tiếng là một ca sĩ có đội ngũ người hâm mộ rất đông đảo, hàng khủng, nhưng cũng khá nổi tiếng với những tuyên bố cực sốc khi đáp trả những lời chỉ trích, góp ý của mọi người, mọi giới, mọi tầng lớp và tuổi tác. Lần này để đáp lại, Vùng Đất Cấm cũng đã đăng status phát clip trên trang cá nhân rằng khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Tất nhiên lời lẽ của anh nam ca sĩ này vẫn đình đám như cũ, Vùng Đất Cấm thách thức bà Nguyễn Phương Hằng. Đúng như những gì tôi đã dự đoán trước về con người của cô lương lẹo, lưu manh, lật lọng trong việc khiêu khích tôi và lôi kéo đám đông. Tôi thách cô tung ra 1,9 kg giấy sao kê của số tiền 96 tỷ đồng. Cô bẻ lái qua vấn đề khác, thật là rẻ con. Và như vậy thì tại cái điểm này luôn là báo Công an Nhân dân cũng đã khẳng định luôn là cái anh nam ca sĩ Vùng Đất Cấm này thật sự rất là lương lẹo. Và người ta cũng chỉ ra rằng anh ta là có rất đông người hâm mộ, cũng như là có rất nhiều fan cuồng, nhưng cũng đi kèm với đó chính là những phát ngôn rất là đình đám, làm anh ta nổi đình nổi đám trong suốt thời gian vừa qua. Và sau khi tôi vừa đọc qua hai cái đoạn vừa rồi, một đoạn nói về bà Nguyễn Phương Hằng
và một đoạn nói về anh ca sĩ vùng đất cấm này, thì các anh chị thấy đó, cái đoạn trên là người ta có thiên hướng đứng về phía bà Nguyễn Phương Hằng, cũng như là công nhận những gì bà đã làm ha. Và ngay cái đoạn vừa rồi tôi vừa mới đọc đó, thì báo chí đã chỉ trích cái anh nam ca sĩ vùng đất cấm này coi như anh ta là có lời lẽ đó, đình đám vẫn như cũ thôi, cũng không khác gì xưa đâu. Cho nên người ta đặt vấn đề ra có thể là có 1,9 kg giấy sao kê, nhưng người ta không nói rõ, người ta chỉ nói ý thôi, để chúng ta tự hiểu ha. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Vì cô vu khống tôi ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, khẳng định mình có 1,9 kg giấy sao kê, nên tôi đã nói rõ ràng rằng tôi muốn pháp luật và ngân hàng vào cuộc kiểm tra số giấy sao kê đó so với giá trị thật của tài khoản của tôi. Nếu sai một gem, cô mất một viên kim cương. Nếu cô vẫn muốn vu khống tôi, mời cô cố gắng biến giấc mơ sao kê và 1,9 kg giấy lộn kia thành sự thật. Tôi đang đợi cô úp mớ giấy cô đang có với con số dơ bẩn như sự tưởng tượng của cô. Tôi sẽ nhờ pháp luật đối soát tài khoản của mình để đảm bảo tính minh bạch. Nghe có vẻ mạnh miệng, song người theo dõi vẫn đánh giá vùng đất cấm có vẻ như đang yếu thế và yếu thế. Ngôn ngữ có phần là đánh tráo khái niệm, vốn không nằm trong thói quen của một ca sĩ ngông nghênh. Như vậy là bài báo có sự nhận định rõ ràng luôn, là cái chỗ này đó là ca sĩ vùng đất cấm chúng ta là đang yếu thế và yếu thế ha. Và ngôn ngữ có phần là đánh tráo khái niệm, dẫn dắt câu chuyện người ta yêu cầu mình sao kê. Thì bây giờ mình đánh tráo khái niệm bằng cách là, và bây giờ mình sẽ đưa yêu cầu lại cho người ta, và người ta không làm được có nghĩa là mình thắng, cho nên mình không cần thiết phải sao kê. Là cái ý anh ta chỗ này là đánh tráo khái niệm là như vậy đó. Và bài báo cũng nói rất rõ rằng anh ta đang đánh tráo khái niệm để né tránh sự việc sao kê của bà Nguyễn Phương Hằng. Thay vì từ tốn đưa ra chứng từ biên lai minh bạch con số chính thức để chứng minh bản thân không dính đến chuyện khuất tất với số tiền từ thiện, con số bà Hằng đưa ra không chính xác, ca sĩ này lại đòi người tố cáo phải chứng minh là đúng 96 tỷ, không thiếu một gem. Đó, chỗ này nè, không thiếu một gem là bài báo cũng nói rõ luôn trong từng chi tiết luôn. Anh ta rất là thông minh ha. Anh ta nói rằng là 96 tỷ đúng thôi, còn sai một gem một ly nào đó, 1.000 đồng là cũng mệt luôn, là anh ta thắng trận đó ha. Thay vì chứng minh mình trong sáng, vùng đất cấm lại chuyển sang tấn công cá nhân người tố cáo. Cô nghĩ mình là ai vậy? Tự cho mình quá nhiều quyền hành, nay ra lệnh người này, mai thời hạn kia. Với tôi, cô hoàn toàn không có tư cách gì để yêu cầu tôi hay nghệ sĩ khác phải làm theo ý muốn của cô. Lẽ tất nhiên, đúng sai vẫn còn chưa ngã ngũ, thì thị phi vẫn còn nguyên. Những ồn ào đó không giúp gì tích cực cho đời sống tinh thần của xã hội. Vụ việc này thu hút được lượng quan tâm kinh khủng vì cả hai bên nguyên và bị đều có đội ngũ người hâm mộ đông đảo thuộc hàng kỷ lục. Và do không có sự ràng buộc cụ thể, đầu ra từ thiện mới khiến nhiều vấn đề phát sinh. Không phải tiền của bản thân, nhưng ai cho, dùng vào việc gì với số tiền từ thiện lại gần như là hoàn toàn phụ thuộc vào ngẫu hứng của từng nghệ sĩ. Vùng đất cấm đã từng bị tố cáo vì đem hàng trăm triệu đồng của người hâm mộ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung đi giúp xây chùa ở Nghệ An. Khi bị đặt vấn đề hoài nghi, anh ta chống chế rằng chùa bị bảo lụt, đã một nát, cần sửa chữa, xây mới, tức cũng là nạn nhân của bảo lụt. Và chỉ đến khi số tiền mà nghệ sĩ nhận được quá nhiều, việc chi từ thiện mới là tâm điểm của sự chú ý. Đã không ít người lên mạng chỉ ra rằng một số nghệ sĩ thậm chí đã dùng phần lớn tiền từ thiện sai mục đích, ví dụ như là Hờ Lờ, Vùng Đất Cấm và một số người khác đã từng bị nhắc tên. Nếu sự việc này gắn với nguồn tiền khác, họ sẽ rất dễ bị các cơ quan chức năng đại diện pháp luật hỏi thăm. Vì đó, nếu không phải là hành vi lừa đảo thì cũng là hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và cũng thật sự là khá rõ sau khi đọc qua bài báo này, vấn nạn kêu gọi từ thiện đã làm cho mọi người rất bức xúc. Rất mong là nhiều bài báo nói về vấn đề này hơn nữa để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những hành vi là lợi dụng từ thiện. Và video ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp nhau cùng với bà Nguyễn Phương Hằng trên kênh livestream làm luật sư online. Tôi có để một cái đường link ở phía trên đó. Thì các anh chị một chút nữa có thể vào đường link ở phía trên để cùng nhau trực tiếp cùng với bà Nguyễn Phương Hằng xem bài nói như thế nào về ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên nhé. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.